Vâng bác ạ. Ừ, thế ai bị gãy? Em bị gãy à? Không ạ, bé nhà cháu bác ạ. Bao nhiêu tuổi em? Bé 4 tuổi bác ạ. Ừ, thế thì bây giờ thì đến bệnh viện rồi đúng không? Tức là cháu đến bệnh viện rồi, nhưng mà ý của Ừ. cháu nào cháu ở trên tỉnh ấy. Ừ. Thì cháu muốn hỏi ở dưới Hà Nội cái bó này thì ở đâu nó cũng như vậy hay là ở dưới Hà Nội nó có khác nhau không bác? Cháu trên thành phố thành phố Hòa Bình. Phố Hòa Bình thì đến bệnh viện Hòa Bình mà có chuyên khoa ngoại chấn thương là được. Cái này là cháu sẽ, người ta sẽ bó bột cố định. Bây giờ sơ cứu người ta chỉ nẹp bột thôi để cho nó đỡ đau, đỡ di lệch thôi. Chứ còn cái gãy của cháu này thì bắt buộc là người ta sẽ phải bó bột. Bó bột thì ở đâu cũng như vậy Ừ, thôi đúng không bác? đúng rồi, chính xác. Cháu gãy kín đúng không? Không 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 bị Không xương ạ. nó ở trong, nó không bị lòi ra ngoài đúng không? Không có vết thương Không. phần mềm bên ngoài đúng không? Không ạ. Thì cháu cháu chỉ phải bó bột thôi nhé. Bó bột thì mình bó ở bệnh viện tỉnh cũng được. Đến bệnh viện tỉnh họ có chuyên khoa chấn thương, họ sẽ nhìn cái phim và cái chân của cháu, họ sẽ bó cố định lại. Đầu tiên là họ sẽ bó cố định lại, sau đó thì mấy ngày sau là đầu tiên là người ta sẽ đặt cái nẹp bột xong, người ta băng vào xong rồi mấy ngày sau để cho nó đỡ bớt sưng nề thì người ta mới bó tròn. Vâng. Và cháu sẽ được uống thuốc giảm đau. Cái cháu như thế thì nó sẽ liền xương cỡ khoảng tháng cho đến 6 tuần là cùng thôi. Cái này là thời kỳ cháu đang phát triển thì nó sẽ liền xương nhanh hơn là người lớn. Vâng, nếu mà có xuống dưới Hà Nội thì nó người ta cũng chỉ bó như vậy thôi đúng Đúng không bác? rồi, Hà Nội cũng chỉ bó như vậy thôi em. Vâng, Không cần phải vâng. đi Hà Nội làm gì cho nó nhiều khê ra mà tốn tiền. Cháu đến bệnh viện tỉnh rồi thì người ta bảo là anh ra ngoài, bởi vì ở đây ở khoa chấn thương chỉnh hình ở đây người ta đông thì người ta bảo là anh đi ra ngoài anh chỗ khám bó ở ngoài bác sĩ ở ngoài cũng được. Không, phải ở bệnh viện tỉnh chứ, bây giờ để làm bác sĩ ở ngoài thì làm sao họ có chuyên khoa chấn thương được. Bệnh viện tỉnh họ mới có chuyên khoa lấy chấn thương. Thế còn thì nếu mà không thì có bệnh ở Hòa Bình có bệnh viện nhi không? Bệnh viện nhi của tỉnh không? Không không có bệnh viện nhi bác ạ. Ừ. Làm sao mà đông quá mà lại từ chối được? Đông Không, không quá phải bây giờ từ chối mà người ta cũng bảo là nếu mà muốn lên khoa thì lên, nhưng mà lên khoa thì bác sĩ lên người ta khoa chưa làm đi. được luôn. Ừ thì chưa làm được luôn thì người ta đông quá thì người ta sẽ phải xếp lịch thôi. Bây giờ người ta đã nẹp cố định rồi rồi thì nếu mà người ta làm được luôn thì càng tốt, còn nếu mà chưa làm được luôn thì mình đợi cũng được, tại vì cháu là gãy kín cho nên là cũng không cần phải di chuyển đi làm gì, di chuyển đi nó di lệch đi rồi là nó đau cháu. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác nha. Ừ Vâng đúng vâng. nha.